cao nhất giảng đi cái này lặp lại với con nữa thôi. Hồi nãy giờ cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng nói chúng trao đổi với bạn mà anh nói chúng đánh giá điều trị đau giờ cũng là điểm về còn đâu có đang đã thì đánh giá mức độ đau giảng đi nhậu cái nước nữa cái thấy cộng đồng vậy ra rồi nãy giờ gợi hỏi cái tâm tư cũng nhắn gửi lại cho em thì muốn phát triển muốn học muốn tập luyện muốn thực hành và cái vai trò vai trò của những cái khủng hoảng mà điều trị không dùng thuốc trong thực tế điều trị ngày hôm nay trong thực tế hàng ngày hôm nay thì họ giờ cho hỏi hả? Thắc mắc thầy kêu về tự đọc. Bây giờ thắc mắc gì hỏi không? Hỏi cái mổ nè. Hỏi đi. Ngồi chắc mấy đứa nó cười. Trả lời cho em luôn, cái ngày nó tới lui hoài cho tới ngày hôm nay nha, tới ngày mai không biết ngày mai sao nha, cho tới ngày 11 giờ trưa ngày hôm nay á là cái chỉ và mãn châm là hai thủ thuật loại một của y học cổ truyền. Y học cổ truyền chỉ có hai thủ thuật loại một, mấy cái loại khác là loại hai loại ba. Y học cổ truyền không có loại đặc biệt, phân gọi là phân tuyến của Bộ Y tế thì có loại đặc biệt đó, trong thủ thuật đó có loại đặc biệt loại một, loại hai, loại ba. Thì cái chỉ và mãn châm là xếp loại một. Trong cái quy định cái phác đồ mà điều trị chuyên ngành cấp cứu á, chỉ khi là bác sĩ, y sĩ chỉ hành nghề. Tuy nhiên luật của Việt Nam là luật chồng chéo, bên đây nói nhưng mà sẽ có điều luật khác để chi phối. Thì có một cái nghị định, một cái thông tư khác của Bộ quy định là đối với các phẫu thuật và thủ thuật loại đặc biệt và loại một bắt buộc nhân lực thực hiện những cái phẫu thuật và thủ thuật này phải có chứng chỉ được đào tạo về chuyên môn thực hiện phẫu thuật này do các cơ sở đào tạo mà Bộ Y tế đã cấp phép đào tạo mới được công nhận. Em hiểu không? Ví dụ em đi nước ngoài, em đi Hàn Quốc gì đó, em học cái chỉ, về chim cái bằng cái chỉ Hàn Quốc ra 100, thanh tra Sở Y tế xuống, lập tức em sẽ bị lập biên bản, em sẽ bị phạt, cộng lại để đóng cửa luôn. Em hiểu mà, tại vì đâu Bộ Y tế Việt Nam đâu không nhận đâu. Được chưa? Mã thì các cơ sở y tế đã được cấp mã đào tạo rồi, kể cả mã của trường, chỉ mã của bệnh viện, ở sở một bộ đúng không? Đại học Thành phố Hồ Chí Minh mình đó là được cấp mã cao nhất, tại vì một là khối đại học. Được chưa? Rồi, như vậy tôi vui vậy, ổn chưa? Cái chỉ và mã châm muốn xài cho tới ngày hôm nay giờ này. Bắt buộc phải có chứng chỉ. Còn cái việc mà đưa lên mạng với cái giấy gì đó, nó là toàn là kiến nghị và đề xuất của các sở y tế với Bộ Y tế cũng như Bộ Y tế. Tuy nhiên chưa có văn bản là quyết định là không cần chứng chỉ mà chỉ cần tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền có chứng chỉ hành nghề mà hiện luôn. Các bạn hiện nay thành phố Hồ Chí Minh mình á, nếu như mà làm cái chỉ ở ngoài á, tại vì anh ngồi trong cái hội đồng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thì sau này á tụi em sẽ càng ngày em sẽ càng khổ. Khổ là gì ạ? Tất cả luôn kể cả anh cũng vậy luôn. Tụi em mà đi đăng ký mà hành nghề á, đăng ký hành nghề mở một cái đủ 54 tháng á, em mở cái phòng khám đúng không ạ? Còn khám tư nhân cho em á thì sẽ không có cái việc là em đăng ký hành nghề khám và chữa bệnh học của viện em làm tất tần tật hết đâu, mà các cơ quan y tế nhà nước sẽ chuyển bệnh nhân mục. Ví dụ em cần em sẽ đăng ký em xin làm, em sẽ xin mở ra là hào châm, điện châm, cái chỉ, sắt hút than, ngâm chân, xông hơi thì Sở Y tế sẽ chuyển bệnh nhân mục đó. Các em đủ điều kiện về nhân lực, đủ điều kiện về trang thiết bị nha, chất không hơn để thực hiện cái này hay không, chứ không phải là tắm xong em có được cái chứng chỉ hành nghề, em đủ 54 tháng em tập tất tần tật đi học cổ truyền, đó trên đời có 100 cái mà không được làm, 100 cái thì đều có chứng chỉ hành nghề, ai làm nha. Các cơ sở y tế nhà nước cũng vậy, nó sẽ được duyệt cho chuyện dân tộc. Vì sao ạ? Cái này phải quản lý đi, em đừng có nói phải
quản lý, tại vì sao nó xảy ra sự cố, nó xảy ra nhiều chuyện khác không được. Cách đây khoảng 2 năm thì Bộ Y tế có làm một cái việc rất là hay, là tách bạch ra, ra rất là rõ. Phòng chuẩn bị y học cổ truyền là dành cho y sĩ và lưu đi. Bác sĩ y học cổ truyền là phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền theo các nhà về đọc bản nha. Phòng chuẩn bị y học cổ truyền, em có tin đó, em cũng phải á, em phải tin là phòng khám chuyên khoa là cổ truyền. Chức năng danh mục khác nhau với phòng chuẩn bị với phòng khám ạ. Mà đừng dạy, thì hệ thống luật sẽ ngày càng hoàn thiện. Rồi, cậu có tin mày mà đăng mấy cái khóa gì mà đào tạo cái sĩ rồi á, em thấy khôn khéo tí tiền với mấy câu. Cái nơi đó có là cấp mã, em gõ lên mạng không? Em gõ là cái gì ạ? Các cơ sở. Đó, các cơ sở được cấp mã đào tạo liên tục. Ngành y tế lập tức có văn bản thông tư rồi ghi rõ luôn bằng cái mã đó là mã số mấy luôn, biết mấy này để mình coi cái chỗ đó có đúng là cấp mã hay không. Sự việc này á, nó rất chưa được tới thôi, chứ nó có những cái chuyện rất là đáng tiếc, giống như bên chống dịch của em là mấy cái anh văn á, chú ý học thì có một đợt có những cái bệnh viện lớn thành phố là phải sa thải như là người không phải hàng loạt mà sa thải rất là nhiều cho nghỉ hết, nên là phải trăm mấy chục người á, sau đó tuyển dụng lại trăm mấy chục người để làm việc lại. Vì sao ạ? Bệnh viện á không có tiền kiểu thi cái chứng chỉ mà B1 B2 anh văn á vô đúng những cái cơ sở mà không được phép đậu cũng tiên và học cái kỹ đó. Đóng tiền là đậu, đóng tiền là đậu. Sau đó ra xong thì những người này đóng đủ điều kiện để gì ạ? Giữ chức danh. Anh nhớ về em trai em đi lấy của đại học sư phạm mà chắc là chức danh là bác sĩ điều trị. Giờ ế lắm đó. Cái điều kiện không phải sao phải không? Bây giờ giáo viên nó ế lắm. Đó là ra lỗi. Đấy là ra lỗi. Đấy là không phải chứ dạ. Mình thi tiếng Anh thôi. Cái việc em học ở nhà em nói gì vậy? Cô nào đó hay của một người nào đó công việc học là do sự tự nguyện của em thì cái bằng tiếng Anh của thầy tự cảm chắc em chứ em đừng có hy vọng là thầy cô đó cấp cho em cái chỉ đó có giá trị sử dụng trên toàn quốc về cái thủ thuật nào đó là sai lầm. Tụi em bây giờ tiếp xúc gì mà thấy tụi em dễ tin người hơn anh thì xưa dạ đúng rồi, chắc có lẽ đồng tiền của em dễ có, ngày xưa đồng tiền của anh khó có. Thật sự là vậy, cha mẹ đi cấp khó. Bởi vì một tiền đưa ra là cũng phải cân nhắc khi mà yếu tố. Còn anh thấy thì bạn là cái dễ lại đóng 2 triệu, 3 triệu đi học lớp chính thức. Tưởng là có chứng chỉ chọn nó còn với lộn em. Đóng chơi luôn. Nhớ nghe. Chắc ăn chứ nhỉ. Còn câu hỏi gì nữa nè. Thầy là biết là chứng chỉ với hẳn trăm nha. Anh cho biết nhiều cái không mà đi cao mà em đọc qua bài liên trăm bài phổ hợp đó là dòng điện có tác dụng vô cơ. Về những trường hợp mà liệt tướng hoặc là sắc chuyển qua liệt tướng thì em thấy một số bệnh viện mà người ta cũng có cho điện một số bệnh viện vào mắt thì trường hợp đó là cái trường hợp đó muốn hiểu sâu á là liên quan tới tính chất điện học. Luôn ghi nhớ điều này, muốn điện trăm có hiệu quả, muốn điện trăm có hiệu quả thì hệ trăm phải có hiệu quả. Tức nghĩa là muốn điện trăm phát huy cái giai đoạn mà trăm kim á, giai đoạn mà hào trăm á, thì làm đúng tất cả những nguyên tắc đi. Đừng có nghĩ điện trăm mà kim vô thì án điện được chụp cái là hiệu quả là sai. Nếu hào trăm không có tuân thủ việc trọng truyền gọi gì là cổ tả vân vân, mắt thì nó vô cũng như không. Còn liên quan cái việc co cơ không co cơ, khi cơ đã cứng có sử dụng điện được hay không, kể cả sử dụng điện bẫy nè, nó xài điện nó có gì hay không, hay là cấm quy định luôn, thì xin thưa với các em, điện cứng, điện mềm đều có thể xài điện trong điện hết. Tại vì bản chất của điện trong đó là dòng điện xung, chứ nó không phải là dòng điện một chiều, cũng không phải là dòng điện khác, chỉ là dòng điện xung thôi. Dòng điện xung là khi nào xung phát thì mới có điện, không có xung ra thì không có điện. Và cái dòng điện xung này, điện thế tần số rất là thấp, và nó phụ thuộc vào cái xung đó là xung dạng gì. Hầu hết các máy điện trăm ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay em mua về á, em sẽ không biết được cái xung đó là xung gì, hiểu không? Thành ra em mua đúng mà người ta xài á, người ta làm cho em cái xung đó nó không ra cái xung gì hết, cứ vô cái chực em không biết đó là xung thủy cài hay là xung thủy vu hay là xung thủy tim hay xung thủy chực vân vân, thì vô tình những cái xung đó mà em học rồi mà
dốc đi, cái độ dốc nó càng cao và biến thi nó càng mạnh, ứng dụng của điện xung nó sẽ làm giảm đau. Còn cái sử dụng vô trong điện trị liệt á, vô hình chung sẽ gây ra tình trạng là ổn cơ, và sau đó cơ sẽ có một cái phản ứng nó gây ra là co cứng spine, nó sẽ co cứng hơn so với những bạn học. Chứ nó không phải là cái tình trạng mà là co do độ bị não nha, cái tình trạng nó là khác. Còn cái tình trạng mà bị co cứng do điện trong nó là dùng từ cứng spine giống như bị rút, nó dùng từ đó bị rút hơn, chứ không phải là cái kiểu mà co cứng do cái tổn thương thể tác. Do vậy muốn giải quyết vấn đề này á là chúng ta phải nhớ là chọn được một cái thứ trong đó, chúng ta phải biết được cái xung nó làm gì, là một. Cái thứ hai nữa, biến điệu của cái dòng xung đó có sử dụng được cho bệnh nhân điện hay không. Ví dụ như em xài cái máy KWD 8.81 á, 8.81, 8.82 cái máy Trung Quốc, thì thấy cái máy bị xài nhiều á. Cái máy đó tiền FJ, nhưng mà cái máy đó là sử dụng rất là nhiều ở phương Tây, okay. Và nghiên cứu khoa học rất là nhiều. Còn cái máy của bộ thì nó cao cấp hơn, cái máy có một bộ đó là cái máy IPO. Cái máy đó là gần như là 200-300 triệu. Cái máy đó em sẽ kiểm soát được cái độ cao của xung, cái gì đó, độ rộng của xung luôn á, em chỉnh được hết những thông số đó. Thì cái máy KWD đó, xung số 1, xung số 2 thì dùng để giảm đau, không dùng ở trong bệnh nhân liệt. Xung số 3, xung số 4 và xung số 5 thì dùng trong bệnh nhân liệt. Tại vì nó có cái đặc điểm của biến điệu á, em phải biết được, nhớ nha, số 1 phải biết được cái xung nó hình gì, số 2 phải biết được cái biến điệu của cái xung. Trong điều trị đau, trong sách của Robbie á, trong điều trị đau, cái xung liên tục hoặc là xung chỉ ăn tần số cao, sau đó tần số thấp là xung để điều trị đau. Nó không dùng để điều trị liệt. Điều trị liệt là sao ạ? Nó sẽ có những động tác quái để cho cơ giãn ra nghỉ em. Rồi giãn lên, sau đó sao ạ? Nó rớt xuống và nó sẽ là không có điện, để cho tập tăng cái gì đó, sức cơ lên, sau đó sẽ giảm. Thì khi em làm đúng như vậy rồi thì không bao giờ có cái hiện tượng mà tăng cái co thắt cơ xảy ra. Do người làm sai chứ không phải nhìn cho sai. Liên bảy ngoài liên vẫn xài điện trong được, nhưng thế giới ta vẫn nghiên cứu, người ta vẫn ứng dụng trong các độ của y tế, vẫn cho xài điện trong, như vậy ông cho nhà. Vai trò là do chúng ta sử dụng chưa đúng các đặc tính của xung khi xài điện trong. Cái này nó hơi sâu thì để đi thực hành hay gì đó. Nói chung là một cái điều mà anh bây giờ chưa học được, đó là biết một phần người điện trong có thi rất nhiều cái người có cố hút để trong đầu chưa biết này. Nha, điện trong vẫn xài được. Thứ nhất là cái lựa chọn biết là cái QD ấy, để cái chọn xung số 3, 4 và 5 trong điều trị giá thì điện chất nó sẽ để trong 30 phút tiếp theo. Rồi, chỗ này cũng phải gọi mở cái sau này qua cái hấp bài sau á, chúng ta đừng có nói. Tức là trong những trường hợp mình bị liệt á, kể cả sau nó kể cả đau sau đột quỵ não luôn đó, chúng ta chăm kim vậy nè, không phải là gắn điện vô để cho nó kích thích cơ đâu, là sai. Vì sao ạ? Vì muốn làm kích cơ đó là chúng ta đi gì ạ? Điện xung cho rồi. Cái chăm cú của mình á, người ta sẽ nói vậy nè, tôi tổn thương trên não mà nhìn đây tôi co cơ với tay, làm gì tôi có tổn thương tủy sống đâu, đúng không ạ? Không có tổn thương cơ đâu, gì đâu. Những cái nghiên cứu đó, người ta ghi chăm những vị trí việt nó khác những cái vị trí vùng da khác, nó tạo cái câu chuyện ở cái vùng tổn thương trên đây đó, giúp tăng hơn cái hệ thống tuần hoàn của vùng não và cấu thanh sáng, tăng tái tổ chức tế bào não, tăng những chuyện kết nối thần kinh đó, rồi tăng tái hoạt nhu mô não vân vân, rồi tính đàn hồi tế bào não để giúp cho phục hồi sau được bị não, chứ không phải chỉ chăm hay là chăm cú để cho cái thích cơ đâu. Bởi vì mình cứ muốn trồng nhiều quá, phải thấy chuyện cơ co mình mới có hiệu quả, phải. Nó nằm ở sâu xa phía sau. Câu hỏi số 3. Còn 5 phút nữa. Dạ, em cứ hỏi. Dạ, là em thấy ở ngoài người ta có một số trường phái chăm khác nhau, giống như là cổng thị, không biết. Người ta xài một số công việc, công thức việc rất là lạ. Không biết mấy cái đó có tác dụng hay hiệu quả so với cái bình thường mình học. Thật ra nói về trường phái chăm cú á, bây giờ chắc điếm hết đầu ba ngón chân á, chắc điếm hơn mấy lần á,
nó quá đời luôn á. Nhiều lắm em kiếm không có nó tệ đâu. Chỉ có cái gì ạ? Đối em giống nhau nhất là cái gì? Chung nhau nhất của tất cả phương pháp là cái gì ạ? Đó là giống nhau là cái tại cái kim á. Còn cái biến thể của cây kim có giống nhau thì có thôi à. Còn cái trường phái và dịch luận á, nó nhiều lắm. Đó là chỉ một thôi, tổng thể chỉ là một thôi. Nó còn những trường phái khác nữa nè. Nó trong cái điểm của mình đó là trong hệ kinh lạc. Nó là hệ có cái huyệt vị nằm trên đường kinh và ngoài đường kinh. Cộng của chúng ta á, là ví dụ như là cái hệ thống của Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Ấn Độ, v.v. Nó có một cái trường phái khác, nó gọi là cũng là chăm cú, nó cũng là dây ống nguyện v.v. Nhưng mà nó có hệ thống đường kinh, nó có 10 đường thôi, nó không có 12 đường. Và 10 đường kinh này á, là xuất phát, nó đa phần từ các khớp mà nó, cho cái trình hình nó khác. Nó gọi là cái hệ thống là đi từ cái phái là Ayurveda, trong Ayurveda cũng mười mấy hay phái trong đó. Cái hệ thống đường kinh nó khác luôn. Họ không cần biết gì về mấy cái việc học tập rồi được kinh thế này rồi đâu, họ sử dụng một đường kinh có tên tuổi đàng hoàng. Và luận của nó là gì ạ? Có lửa nè, nó nướng mà có đất, có đỏ, nó nướng thì em coi nó có bốn nguyên tố có thành con người nó khác. Ở bên Hàn Quốc là có trường phái ổ kim, nghĩa là tất cả con người đó là quy về xa xa, nó là tính tưởng đó. Mà trăm hồi quay thì tính tưởng chặt hết, không cần liên quan gì nhiều, thì cũng có một số lượng nguyên tố hơn, có được dạng. Còn Nhật Bản thì sao ạ? Cũng chăm cú giống vậy. Nhưng mà chăm rất lâu, mà cái kỹ thuật chăm giống như là một cái phương pháp, một cái nghệ thuật chăm vậy. Rất là đẹp, kỹ kỹ, rất là chăm. Khi nó rút ra nó có một tí xíu, khoảng 2-3 mm. Vì sao nó giữ? Không có được sao. Chậm nào thì chăm rất là lâu. Nó là chăm, nó rất là đẹp. Nó khác. Rồi, động thị là một cái phương pháp chăm cú không xa lạ. Thật sự ra, hồi đó anh tiếp xúc với động thị này là cách đây là 3 năm, 4 năm gì đó, lúc đó anh đi học ở Đài Loan. Tôi đi học ở Đài Loan. Vậy là đó anh không biết thì chỉ đối động thầy, anh biết là tung thôi. Anh đi đọc tung 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 vậy. À, tung. Thì bên thôi, nghĩa là đó các bác sĩ ở Đài Loan có một số thầy của anh đó. Thầy của anh đã học ở Đài Loan. Thì ông cũng có xài động thầy chậm. Và cái trường phái động thầy rất là mạnh trong điều trị trường hợp cao cấp. Cái vấn đề cao cấp. Ấn tượng đầu tiên của anh là khi mà anh thấy ông thầy quan xài cái trường hợp đó là lúc anh đi ở Đài Trung mà có một cái người bệnh là từ Đài Bắc á, người ta sẽ phải bắt cái từ gọi là cao tốc em người ta xuống Đài Trung có trẻ người ta chỉ cần cấp có một cái kim đã biết cỡ nào đây là rất là nổi tiếng để cấp và vô điều trị á là điều trị vô các đầu là ứng biến em và trên người những người bệnh này chỉ có một cái kim duy nhất và hiệu quả một cách không tưởng tượng. Nghĩa là người đó bị đau cái cổ chân, đau cái cổ chân sau cái tay này xe mà nó cứ bị đau nó đi nó sưng rồi nó bị hoàng nó đỏ nó nhăn thì và mình thấy là mắt người bệnh còn đỏ rất là nhiều. Sau đó thì do cải thiện cái ngoại môi nhưng mà thầy nó có nói một câu là giao khoa giữa động thị và trong cú truyền thống thì cái ưu thế mạnh của trong cú truyền thống vẫn cao hơn. Đó là lưu ý về thống tin lạc. Cái việc mà chăm nói lên và bắt bệnh nhân bệnh nặng khi chăm ấy, là trong nội tiên linh thôi và trong giáo đốc kinh đã có nói ngay từ đầu. Đó là việc tập khí đã có nói. Sau này nó có những cái việc mà những cái tác giả khác phát triển á, người ta không giải thích là thực tại sao là cái người đó có khả năng nhìn được. Giống ở Việt Nam mình ấy, em có nghe nói một cái trường phái rất là hay, em có biết không ạ? Trường phái gì mà có người đường kinh khác, các bạn có biết không ạ? Đó là tập đạo của Lương Vi Trường Hành Đình, có nghe nói không? Chứ em có nghe, thấy ở Việt Nam mình đó, có một cái trường phái tập khác luôn. 10 đường kinh này của cố Lương Vi Định này á, 10 đường kinh này khác hẳn với 10 đường kinh của Ayurveda. Và cái tên việc của trong 10 đường kinh nó khác hẳn với 12 đường kinh của Hành Đình kinh luôn. Nhưng cái tập chỉ đạo nó chưa được công nhận. Nhưng mà nó luôn truyền ở trong dân gian và cái khóa học của người làm rất là truyền và đạt được cái hiệu quả điều trị khá là tuy nhiên quanh đi ngủ lại nó đi ngủ lại thì theo cái lời chia sẻ của chính bản thân anh đưa ra là các em nên sử dụng cái thủ thuật cái đường kinh lại là kinh điển trước cái này em hoàn toàn được quyền
tập thi và ứng dụng thi. Tại vì cái phương pháp của master tuning hay là động này á, trên thế giới là không có nghiên cứu hết. Giống như anh cứ nói như là đặt đầu trăm á, đầu trăm em học á, nó chỉ là một cái đầu trăm thôi của sao thôi, nó còn chín hệ thống đầu trăm khác nữa. Mỗi người sẽ lập ra một cái trường phái đầu trăm khác nhau, ra không có vấn đề gì hết. Hiệu quả hay không hiệu quả là do người học có tới nơi hay không, có vận dụng hay không. Nói tổng thị có hiệu quả nhiều hơn trong cuốn truyền thống là sai. Chẳng qua do người làm trong cuốn truyền thống không có gì ở đặt cái lực, không có gì đặt cho kỹ để xài gì. Nhiều khi em chăm á, em bị chọc thì không đạt cái hiệu quả. Nói vậy thôi, chứ đâu phải tổng thị chăm người cha là người cha như còn hết đâu, đúng không? Đó là em thường phải đọc để nâng cao cho nó. Và đây là một cái phương pháp điều trị sử dụng nhiều ở Đài Loan mà cậu á, ở Đài Loan. Khi mà em chăm vô thì cảm giác phát kim nó bị nít cứng khó phê với lại kéo ra, nhưng mà nó chưa có đạt được cảm giác phát kim. Muốn trả lời câu hỏi này á, chứng tỏ là cái tôi đọc tài liệu kinh điển. Anh sẽ chỉ cho em đọc, không nhớ rõ cái viên lắm, nhưng mà thường là nó nằm ở trong đọc Liên Xu bản Liên Xu Nguyễn II á, thầy Nguyễn Đức đó, nó đối tới cái việc đáp ứng khí của mỗi người khác nhau như thế nào. Với một cái viên tâm có gì này, có cái sách kinh điển nó rất rõ em. Nhưng trường hợp viên xuyên qua khẩu gian thì là vừa mới dẫn tới rồi, tí xíu rồi, khí nó đã đến rồi mà khó lắm tí liền. Còn có những trường hợp gì ạ, cảm giác như thế hoài á, chả thấy khí đến đâu á. Có làm cho cú luôn luôn ghi nhớ từng mũi tim giống như từng viên thuốc để đạt được hiệu quả điều trị bằng chăm cú với tất cả các mũi khác nhau, từ bóng huyệt đến lây sơ tới chăm chim vô chém v.v. là phải tìm ra một số các khí khác. Và cái cũng một tiền như thế nào tất cứ điểm hơn hơn có sống với bộ thì cũng được chưa tập trung như là nó muốn để câu lại, nhưng mà chúng ta rất là dễ, nó có khoảng ba thiên nói về cái điều này, đó là sự đáp ứng khí, đáp ứng với cái gì quan tâm vào đó, với những cái cá thể người bệnh khác nhau. Ví dụ cái người to hay cái người lớn sẽ đáp ứng cái khí khác với cái người mập, nó người già khác với cái người này sẽ có. Còn cái việc mà to cơ hay không to cơ, nói em có cứng hay không có cứng thì tùy theo cái hình thể mẫu của người thầy khác. Ví dụ em chăm cái vùng mỏng nè, ở cái bàn tay nè, em chăm như vậy ạ, có vùng đầu nè, em có thấy con cơ không? Cơ đâu mà có, chăm như này thấy sao hả? Cái đầu nổi luôn, cũng vùng da nè, cảm giác nó rất là còn chăm lên đầu thì sao ạ? Cảm thấy nó nặng, nó nóng luôn cả cái da. Rồi, anh có thể nói.